quý vị và các bạn, mặc dù kế hoạch số 41 của Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các doanh nghiệp đang vận hành khai thác dây cáp điện phải thực hiện xong việc bó cáp tại các khu đô thị, khu vực trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị trong năm 2020, nhưng đến nay khối lượng chỉ đạt khoảng 30% phần việc. Đường dây truyền tải điện trên đường tỉnh 382 qua địa bàn xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Dây cáp đủ các loại của các nhà mạng kinh doanh dịch vụ viễn thông, internet và truyền hình. Được biết trong tháng 6 năm nay đã xảy ra chập cháy dây điện và dây cáp tại khu vực này. Thế loại cái cháy ở kia là nguyên nhân là sao? Tự nhiên nó cháy, nó chập cháy mà. Tương tự như tình trạng xã Yên Phú, ngay trước cửa Ủy ban Nhân dân xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, hàng cột điện hình chữ A với chằng chịt dây cáp các loại như nhận trăng tơ, mạnh ai nấy treo suốt dọc huyện lộ 23, địa bàn thôn Đại Hạnh. Hệ thống đường dây điện mà chạy qua các cái cơ sở thôn thì nếu như mà bên chỗ viễn thông, thế rồi thì đối với bên VNPT, thế rồi các cái bên khác liên quan đến các cái dây cáp điện trong thời gian tới này nên có hướng làm thế nào, nếu chạy ngầm được thì tốt, còn nếu không thì có bó gọn vào. Vì cái này thì nếu như mà cái thời tiết nó còn nóng như vừa rồi thì cái nguy cơ chập cháy nó rất là cao. Tại thị trấn Yên Mỹ, nhiều điểm cột điện ở vị trí trung tâm, tình trạng dây cáp các loại vẫn chưa được các đơn vị thực hiện như thế này. Không chỉ ở Yên Mỹ, hiện nay thành phố Hưng Yên cũng chưa hoàn thành việc bó cáp tại các tuyến phố chính như ở đường Tô Hiệu, đường Triệu Quang Phục. Trao đổi thông tin với các nhà mạng như Viettel, truyền hình cáp, SCTV, VNPT, được biết khối lượng công việc bó cáp hiện chỉ đạt 25-30%. Theo kế hoạch số 41, ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và công văn đôn đốc của Sở Thông tin và Truyền thông, thì ngành điện Hưng Yên kết hợp chủ trì cùng các nhà mạng như Vinaphone, Viettel, Mobifone, FPT, tổ chức phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình, mạng Internet khác thực hiện triển khai bó cáp và hoàn thành trong năm 2020 này. Như vậy, theo tiến độ thì năm nay, việc bó cáp chỉnh trang đô thị nhằm giảm bớt rủi ro khi thiên tai và sự cố điện sẽ khó hoàn thành theo kế hoạch đề ra.